有咩？裝低佢，講第二隻。好好。你燒嘅講乜嚟講？咁撈咗細件仔。乜乜？我話我自己做咯。我唔想露脑子嘅，露脑，露脑点咪？露脑脑anh nắm muộn rồi, từ từ đi, làm nó sạch sạch đẹp đẹp lên sạch. Tối bạn bè anh đến, đấy về nhà anh chứ 3 tiếng. Ba tiếng. Anh em ăn cơm không? Vâng. Thì tới lành trời lúc 1 năm trời đấy. Dạ. Kiên trì à? Vâng. Khi cái đồ mình thích, mình thích thì mình đợi chơi nó đẹp lâu. Nhiều chơi cái đồ mà nó không nghĩ thì mau đủ. Chính xác. Anh rất tin tưởng em ở chỗ là trong khu được. Để sao là anh em mỗi gì cái. Vâng. Mất cũng không đáng mấy lắm, mấy chục triệu rồi. Ổn rồi. Vâng. Nhưng mà mất cổng bề thì đẹp lắm. Vâng. Bọn em đấy là cũng chọn rồi, nhưng mà đương nhiên cái đồ điện tử thì không thể nào mà mình không vâng. Không tính 100% được. Vâng. Thì hàng mới nhiều khi cũng không 100%. Hàng trang hàng mới. Có em đang nói ví dụ như cái đồ điện tử mới thì cũng không chắc chắn là nó không chính xác hỏng được. Cái này cái nói luôn, nói chung là bọn em cũng chỉ biết là bảo hành cho anh là nó nguyên bản. Thì thứ hai là em cũng đã kiểm tra máy móc nó đẹp, thì hàng Nhật bao giờ chạy nó cũng an tâm. Đúng rồi. Còn là nó máy nó cũ quá thì